90% phụ nữ bỏ quên bước quan trọng nhất trong chu trình dưỡng da, đó là serum. Serum là một biện pháp chăm sóc chuyên sâu, chứa tinh chất cô đặc hơn gấp 10 lần kem dưỡng thông thường. Các siêu phân tử sẽ mang dưỡng chất thấm nhanh và sâu vào các tế bào tận cùng của làn da, nhắm đúng mục tiêu và cải thiện làn da từ gốc lên bề mặt. Serum dưỡng trắng dịu kỳ sắc ngọc khang với tinh chất vitamin C cô đặc thế hệ mới từ Nhật Bản, do jojoba và swollen từ châu Mỹ, giúp đánh bật các đốm nâu, sẽ khít lỗ chân lông, cung cấp độ ẩm cho da, kháng khuẩn, kháng viêm và ngăn ngừa lão hóa, mang lại làn da trắng sáng rạng rỡ chỉ từ 3 tuần. Serum dưỡng trắng dịu kỳ sắc ngọc khang thăng hạng làn da cùng 5 tháng, sản phẩm của HTP Pharma.